Kính chào các bạn sinh viên, tôi tên là Phan Minh Trí, cùng với lại thạc sĩ Võ Trường Quốc, thạc sĩ Nguyễn Thái Hùng, chúng tôi là giảng viên của bộ môn ngoại tại khoa Y Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến các bạn bài ung thư quanh bóng va te. Như các bạn đã biết, đây là một trong những bài chính trong chương trình ngoại khoa dành cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm thứ 3 và sinh viên năm thứ 6. Thì mục tiêu của bài, chúng ta có 3 mục tiêu là trình bày vai trò của CA19.9 và hình ảnh học trong chẩn đoán ung thư quanh bóng va te, chỉ định điều trị đối với các giai đoạn bệnh theo AJCC, và cuối cùng là nêu được các biến chứng sớm và tiên lượng lâu dài sau phẫu thuật cắt khối tá tụy. Như chúng ta đã biết, ung thư quanh bóng va te được định nghĩa là u nằm trong vòng 2 cm quanh nhú tá lớn, bao gồm các u sau đây: u của đầu tụy, u của bóng va te, u của đoạn cuối ở mật chủ và u của tá tràng. Như vậy chúng ta có thể gặp 4 loại u của cái vùng quanh bóng va te. Thì chính vì cái đặc điểm lâm sàng và điều trị gần như tương đồng, do đó chúng ta gom 4 cái loại u này thành một cái tên để viết lên cái bài này, là u quanh bóng va te về chẩn đoán, về điều trị, về tiên lượng. Về dịch tễ học thì tại Hoa Kỳ hàng năm chúng ta có 30.000 bệnh nhân tử vong liên quan đến cái ung thư quanh bóng va te. Trong đó thì cái ung thư đầu tụy là chiếm hơn 95%. Thì cái tỷ lệ gia tăng theo tuổi, nam, đặc biệt là nam, sẽ gặp nhiều hơn là nữ. Trong vòng 5 năm tại Bệnh viện Chợ Rẫy thì chúng tôi có được là 226 bệnh nhân được cắt khối tá tụy vì ung thư quanh bóng va te. Nhưng mà đa số trong 226 bệnh nhân này chủ yếu vẫn là ung thư bóng va te, vì đây là một cái loại ung thư khả năng cắt được cao hơn 3 loại còn lại. Thì chúng ta thấy 226 trường hợp trong 5 năm mà chúng ta chia cho năm, thì một năm trung bình chúng ta có khoảng chừng hơn 40 trường hợp ung thư quanh bóng va te mà cắt được. Con số này là chúng tôi chưa kể đến những trường hợp ung thư quanh bóng va te mà đến Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng chúng tôi chỉ có thể làm phẫu thuật tạm bợ vì cái giai đoạn ung thư nó đã tiến xa rồi, hoặc là có di căn rồi, hoặc là đã có xâm lấn những cái mạch máu lớn không thể phẫu thuật được. Về dịch tễ học, liên quan đến đái tháo đường là một yếu tố nguy cơ làm tăng ung thư tụy. Người ta thấy rằng ở một số trường hợp bệnh nhân đang điều trị ung thư, đang điều trị đái tháo đường thì phát hiện ra ung thư tụy. Viêm tỳ mạn cũng liên quan đến ung thư tụy, đặc biệt là Việt Nam là một cái nước mà tỷ lệ viêm tỳ mạn do rượu rất cao. Thì tình trạng viêm tỳ mạn kéo dài qua nhiều năm có thể chuyển thành ung thư tụy. Về yếu tố nguy cơ thì đối với ung thư đầu tụy có yếu tố di truyền, yếu tố môi trường như hút thuốc lá, béo phì, đái tháo đường, viêm tỳ mạn. Đối với ung thư bóng va te thì thường gặp ở hội chứng mà đa polyp có tính gia đình, hội chứng Buschiger hay là Gardner. Ung thư đoạn cuối ở mật chủ thì yếu tố nguy cơ là hội chứng ruột kích thích, viêm xơ hóa đường mật, hay là một cái nang ống mật chủ hóa ác, hay thậm chí là một cái sỏi mật diễn tiến lâu ngày cũng có thể ung thư hóa. Về triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân ung thư quanh bóng va te có thể đến gặp bác sĩ với những cái triệu chứng sau đây: vàng da, sụt cân, đau bụng, buồn nôn, đôi khi là chỉ có thấy ngứa, một số bệnh nhân hiếm là sốt hay là chảy máu đường tiêu hóa. Chúng ta thấy có 3 nguyên cái triệu chứng đầu tiên là thường gặp nhất ở bệnh viện, đó là bệnh nhân cảm thấy đột nhiên da vàng càng ngày càng tăng dần lên, ăn bắt đầu kém ngon hơn, cân nặng giảm xuống,
Bệnh nhân cảm giác cái đau nó mơ hồ và nó âm ỉ trên bụng. Và khi vàng da đã diễn tiến càng ngày vàng sậm thì triệu chứng ngứa xuất hiện. Đây là một bệnh nhân mà vàng da do ung thư quanh bóng ba te. Chúng ta thấy kết mặt mắt rất là vàng. Và trên hình B chúng ta thấy những cái vết cào gãi do bệnh nhân dùng ngón tay của mình gãi trên da để lại các vết. Về cận lâm sàng, về chất chỉ dẫn ung thư thì chúng ta có hai chất là CA19.9 và CA. Thì CA19.9 là tăng trong 75 những trường hợp ung thư quanh bóng mặt te, 25% còn lại là CA19.9 không tăng. Tuy nhiên CA19.9 vẫn có thể tăng trong một số bệnh lý lành tính khác như là tắc mật do nguyên nhân sỏi, tắc mật do nguyên nhân lành tính. Độ nhạy và cái độ đặc hiệu của CA19.9 cao hơn COA rất nhiều. Do đó chúng tôi chỉ sử dụng CA19.9 trong chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư vành móng mặt te, cũng như là cái tiên lượng sau khi phẫu thuật. Cận lâm sàng khác để chứng minh cái tình trạng tắc mật lâu ngày, thí dụ như là bilirubin trong máu tăng cao, phosphatasiềm tăng, men gan tăng do tình trạng tắc mật, chức năng gan bắt đầu ảnh hưởng khi tình trạng tắc mật kéo dài, biểu hiện bằng cái thời gian đông máu thay đổi, bệnh nhân có biểu hiện của mất cân bằng nitơ, đó là cái suy dinh dưỡng. Và trên xét nghiệm chúng ta thấy cái chỉ số albumin máu và prealbumin máu giảm xuống. Rối loạn điện giải là một trong những cái hậu quả thường gặp của ung thư quanh bóng ba te hay là thiếu máu. Siêu âm bụng là một phương pháp đơn giản dễ thực hiện ở tất cả các cơ sở y tế. Tuy nhiên siêu âm bụng chỉ cho chúng ta thấy cái hình ảnh thứ phát là chính. Ví dụ giãn đường mật, nốt di căn ở gan, dịch bám trong ổ bụng. Do đó còn lại phát hiện khối u tụy thì khả năng có siêu âm không cao và cái độ nhạy chỉ có 25%. Chọc PTC tức là chọc đường mật, chụp đường mật xuyên gan bằng cách là luồn kim xuyên gan qua da, tức là chúng ta luồn một cái kim qua da xuyên vào gan vào đường mật, chúng ta bơm thuốc cản quang, chúng ta coi cái hình ảnh thuốc cản quang nó bị tắc nghẽn chỗ nào. Thì gần đây nhờ có những phương tiện khác đặc hiệu hơn, chính xác hơn, chúng ta không còn sử dụng nữa. Chụp các lớp vi tính bụng thì độ nhạy khá cao, có thể lên 95%. Và với cái chụp các lớp vi tính bụng này có thể phân biệt được tính chất của u, u dạng nang, đặc điểm của u thần kinh nội tiết hay là một số loại u khác, tăng sinh khác của tụy. Thứ hai là khảo sát được cái tình trạng cái hạch vùng cuốn gan, cái hạch theo bó mạch mà treo tràn trên có hình ảnh đã di căn chưa. Và cái điều cũng không kém phần quan trọng là cái khối u này nó liên quan thế nào đối với các cái mạch máu lớn nằm xung quanh đầu tụy, là tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch mạch treo tràn trên, tĩnh mạch cửa, động mạch thân tạng. Đó là những cấu trúc mạch máu mà nếu khối u mà đã ranh giới giữa khối u và các cấu trúc này không còn nữa thì chúng ta xem như đây là một hình ảnh xâm lấn các mạch máu. Và đó là một trong những chống chỉ định của phẫu thuật triệt để. Chúng ta thấy hình ảnh trên chụp các lớp vi tính bụng thì hình ảnh của ung thư tuyến của đầu ung thư quanh bóng ba te có hình ảnh gì? Đầu tiên nó là một cái dạng khối, cái cấu trúc không đồng nhất, chúng ta thấy xem hình bên cạnh. Và cái đậm độ nó giảm so với lại các mô tụy bình thường xung quanh. U bóng ba te thì nếu hình ảnh kích thước khối u mà từ 1,5cm, 2cm thì chúng ta vẫn có thể thấy được trên chụp các lớp vi tính. Có hình ảnh như là có thùy hay là hình ảnh thâm nhiễm như trong hình.
Và u quanh bóng ba te thì cho hình ảnh ống đôi. Ống đôi đây là gì? Ống thứ nhất là giãn của ống mặc dù. Ống thứ hai giãn là ống tụy. Cả hai ống cùng giãn, nguyên nhân là do nó tắc nghẽn ngay vị trí của bóng ba te. Do đó các nhà chịu chẩn đoán hình ảnh gọi là hình ảnh bóng đôi. Thì khi thấy hình ảnh bóng đôi, chúng ta hiểu rằng cái vị trí tắc nghẽn nó nằm ngay cái vị trí bóng ba te. Đây là một cái hình ảnh của ung thư đoạn cuối ống mặc dù. Chúng ta thấy cái mũi tên chỉ suốt cái đoạn đi từ trên gan xuống là hình ảnh ống mặc dù, nhưng tới đoạn cuối chúng ta hãy hẹp dần và tắt. Chụp cổng hưởng từ đường mật. Thì cổng hưởng từ đường mật là một cái cho phép chúng ta khảo sát được cái cây đường mật, ống tụy, mạch máu liên quan, cho phép cái độ nhạy cao hơn so với chụp cắt lớp vi tính, và có thể phân biệt được viêm tụy mạng, ung thư tụy dựa vô cái cấu trúc của ống tụy. Và đây là một phương pháp mà không có xâm lấn. Và như tuy nhiên cái chụp cộng hưởng từ đường mật này không thể nào thay thế được cái phương pháp chụp đường mật tụy qua nội soi mật ngược dòng, mật ruột ngược dòng, thì về mặt chẩn đoán tế bào học thì không thể thay thế được. Về nội soi mật tụy ngược dòng, thì mình gọi tiếng Anh là ERCP, thì nó rất hữu ích khi có tắc nghẽn của ống tụy, nhưng mà nó không hiện hình khối u lành như là chụp cắt lớp vi tính hay là chụp cộng hưởng từ. Qua chụp ERCP, có thể chúng ta đặt cái stent là một cái ống nhựa để giải áp thông cái đường mật đang bị tắc nghẽn. Và qua đó chúng ta có thể lấy một cái mẫu sinh thiết cái khối u để làm tế bào học hay là bệnh học, giải phẫu bệnh. Chụp PET-CT thì đối với chụp PET-CT thì thật sự ở ung thư tụy thì trên thực tế thực hành chúng tôi rất ít dùng. Những trường hợp mà để phát hiện những cái tổn thương thứ phát xa ngoài gan thì chúng tôi sử dụng cái PET-CT. Siêu âm qua lòng nội soi thì hiện tại chúng đây là một phương tiện đắt tiền, cần phải được đào tạo. Do đó hiện tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta chỉ có 1-2 nơi có phương tiện siêu âm qua lòng nội soi EUS. Chợ Rẫy là một cái đơn vị trung ương được trang bị cái EUS từ lâu, và các bác sĩ ở đây rất kinh nghiệm trong sử dụng EUS trong chẩn đoán những cái bệnh lý dạng nang, dạng u của cái vùng quanh đầu tụy. Thì EUS cho phép đánh giá cái qua hình ảnh, cho phép đánh giá cái giai đoạn, cái sự xâm lấn của khối u xung quanh, và những cái hạch của vùng cuốn gan, hạch trong mặt đeo cằn trên, tốt hơn cả chụp cắt lớp vi tính. Và qua cái siêu âm qua lòng nội soi, chúng ta có thể làm một cái sinh thiết bằng cách là đâm xuyên cây kim từ cái dụng cụ siêu âm, đâm xuyên qua thành tá tràng vào khối u để lấy tế bào học hay là bệnh học. Như tôi đã nói, cái kỹ thuật này đòi hỏi được đào tạo và phải có cái thực hiện nhiều lần, có kinh nghiệm về kỹ năng thì chúng ta mới thực hiện được. Do đó thì đối với lại u siêu âm qua lòng nội soi, đối với tổn thương quanh đầu tụy, hiện tại đa số bệnh nhân được gửi đến bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện. Về phân chia giai đoạn thì các bạn, để cho dễ nhớ, các bạn khi cần các bạn hãy tra khảo sách hoặc là trang web, tại vì thật sự chúng ta cũng rất là dễ quên. Vì theo AJCC 2016 thì chúng ta cũng phân độ giai đoạn dựa trên T, N và N. Thì chúng ta thấy là thí dụ đối với lại giai đoạn khác nhau giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2, chúng ta thấy là khác nhau ở cái chỗ là thí dụ dành cho u đột tụy, đó là cái T3 là nhảy lên giai đoạn 2. Tuy nhiên N1 là nhảy lên là 2B.
và giai đoạn 3 là N2. Giai đoạn 4 là bất kỳ C, N chỉ cần có M1. Ung thư bao mống mate thì chúng ta thấy cái sự phân giai đoạn nó hơi khác đi chút xíu. Họ có dựa vào cái tình trạng là xâm lấn lớp cơ niêm, xâm lấn tụy, xâm lấn mạch động mạch thân tạng hay động mạch gan chung. Và riêng N thì họ có căn cứ bên cái số hạch mà mình bị di căn. Ung thư đoạn cuối ở mật chủ thì chúng ta cũng xem tương tự. Ung thư tá tràng. Khi nói về ung thư vành móng mate thì tất cả các tài sách giáo khoa, sách về bệnh học ung thư vành móng mate luôn nhắc đến một cái khái niệm trong cái chẩn đoán khả năng cắt được hay không. Đó là tình trạng của ung thư giáp biên. Giáp biên là ý nghĩa thế nào? Giáp biên là ở cái ranh giới giữa cái khối u mà chúng ta cắt được và một khối u có khả năng là không cắt được do nó xâm lấn rồi. Thì những cái tình huống u giáp biên là như thế nào? Thứ nhất là cái khối u này nó xâm lấn trên 50% cái bán kính của cái tĩnh mạch, mạch keo tràng trên, tĩnh mạch cửa. Hoặc là nó huyết khối một đoạn, nhưng mà cái đoạn này nó ngắn thôi, còn khả năng cắt được. Thứ hai là xâm lấn dưới 180 độ động mạch mạch treo tràng trên. Thứ ba là xâm lấn động mạch thân tạng, động mạch gan chung, nhưng nó không làm giãn cái cấu trúc mạch máu, tức là vẫn còn khả năng chúng ta cắt nối được, phục hồi được, thì gọi là u giáp biên. Về chỉ định điều trị, đây là một cái chúng tôi đúc kết những cái quan điểm, nhiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên để giới thiệu với sinh viên thì chúng tôi chọn những cái quan điểm được chấp nhận nhiều nhất. Nếu các bạn đọc các tài liệu sách hay là bài báo, các bạn sẽ gặp những cái quan điểm về chỉ định điều trị nó sẽ khác nhau. Sự khác nhau này nó tùy thuộc vào cái trung tâm ngoại khoa đó, nó tùy thuộc vào cái những cái năng lực về chẩn đoán cũng như năng lực về xạ trị, hóa trị của cái trung tâm đó. Như vậy thì cái chỉ định họ sẽ dẫn đến khác nhau. Chỉ định giải phẫu bệnh trước mổ là ung thư, còn cắt được thì chúng ta sẽ thực hiện cái phẫu thuật triệt để, tức là phẫu thuật cắt khối tá tụy. Phẫu thuật cắt khối tá tụy thì các bạn thấy là hiện tại khoảng chừng gần 10 năm trở lại đây thì xuất hiện thêm một cái kỹ thuật mới, đó là phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy. Trước đây là chúng ta kinh điển phẫu thuật mổ mở, hiện tại thì gần như là chúng ta thấy rằng là đa số vẫn là phẫu thuật mổ mở. Tuy nhiên hai trung tâm lớn vẫn có chỉ định phẫu thuật nội soi, thí dụ như bệnh viện Chợ Rẫy, thí dụ như bệnh viện Đại học Y Dược, thí dụ như bệnh viện Nhân dân Gia Đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 5 năm trở lại đây thì phẫu thuật robot ra đời thì cũng đã áp dụng kỹ thuật cắt khối tá tụy bằng phương pháp sử dụng cái robot. Thì chúng ta đang chờ cái kết quả đánh giá lâu dài của cái phẫu thuật robot để có thể công bố. Đối với trường hợp thứ hai mà chưa có được cái giải phẫu bệnh là ung thư trước mổ thì cho phép chúng ta vẫn phẫu thuật được, nhưng chúng ta cần phải thực hiện mình gọi là cắt lạnh trong lúc mổ, hay mình còn gọi là sinh thiết tức thì, tức là trên bàn mổ chúng ta lấy một cái mẫu chúng ta nghi là ung thư của vành quanh móng mate, chúng ta gửi đến cái xét nghiệm giải phẫu bệnh. Và ở giải phẫu bệnh người ta thực hiện cái động tác là cắt lạnh cái mô, và trong vòng khoảng chừng 30-45 phút họ điện thoại lại phòng mổ, họ trả lời là đây là một khối u ung thư hay là lành tính, để chúng ta có một cái quyết định là chọn cái phương pháp ngoại khoa là gì, kỹ thuật mổ là gì. U giáp biên thì đối với u giáp biên thì xu hướng về sau này được chứng minh là chúng ta sử dụng hóa xạ tân hỗ trợ.
Phá xạ tân hỗ trợ, và sau 4 đến 6 tuần chúng ta sẽ đánh giá lại cái hiệu quả của cái hóa xạ tân hỗ trợ này. Hóa xạ tân hỗ trợ này mục đích để làm gì? Để biến một cái u giáp biên trở thành một cái u cắt được. Cái hóa trị tân hỗ xạ này cũng thông qua nó cho phép chúng ta đánh giá cái sự đáp ứng, cái hiệu quả của hóa trị xạ trị như thế nào. Cuối cùng, nếu là ung thư giai đoạn tiến xa, ví dụ ung thư xâm lấn mạch máu và ung thư đã có di căn, thì tùy theo những tình trường hợp cụ thể mà chúng ta sẽ chọn hóa trị hoặc là điều trị tạm bợ. Hóa trị này là hóa trị giảm nhẹ để giảm các triệu chứng đau, để giảm ngừng phát triển khối u, vân vân. Về phác đồ thì chúng tôi chọn cái mà nhiều tác giả đồng ý nhất. Còn tuy nhiên như chúng tôi nói, có những trung tâm thì họ sẽ chọn phác đồ khác. Hóa trị tân hỗ trợ thì chúng tôi là FOLFIRINOX hoặc là gemcitabine, liều xạ trị là 30 ray trong 2 tuần, và sau 4 đến 6 tuần chúng ta sẽ đánh giá lại. Hóa trị điều trị tức là không hỗ trợ nữa mà điều trị luôn, thì chúng ta sử dụng hai thuốc chính vẫn là FOLFIRINOX và gemcitabine, thời gian trung bình là 6 tháng. Đối với điều trị giảm nhẹ thì bao gồm đối với đau, một số bệnh nhân dùng thuốc giảm đau ở các cấp độ từ nhóm paracetamol đến nhóm kháng viêm non-steroid đến nhóm giảm đau hướng thần kinh, nhưng bệnh nhân vẫn rất là đau và bệnh nhân gần như là lệ thuộc. Hãy có thuốc giảm đau thì bệnh nhân bớt, mà ngưng thuốc giảm đau bệnh nhân đau lại. Có những bệnh nhân bệnh viện đã phải sử dụng đến dẫn sức của morphine. Thì đối với những bệnh nhân này thì có chỉ định chúng ta sẽ thực hiện phong bế cái đám rối thần kinh tạng, là cái đám rối chi phối đau của cái vùng tá tụy. Thứ hai là điều trị giảm nhẹ là chuyện làm gì, là chúng ta giải áp bớt cái đường mạch để không cải thiện cái chức năng gan, để cải thiện cái tình trạng nhiễm trùng của bên trên cái chỗ tắc nghẽn. Thì giải áp đường mạch chúng ta có thể là dùng mật thuật nội soi mật tụy ngược dòng để đặt stent vào mật chủ đi qua khối u lên trên vị trí khối u để dẫn mạch, hoặc là chúng ta dẫn luôn đường mạch xuyên ngang qua da, mình gọi là PTPD, hoặc là chúng ta thực hiện các phẫu thuật nối mật ruột. Thì nếu trong trường hợp mà chúng ta dẫn luôn giải áp đường mạch trong trường hợp điều trị giảm nhẹ thì chúng ta gọi là tình đây là một cái chỉ định dẫn luôn đường mạch vĩnh viễn. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn cái phương pháp nào mà làm một lần hiệu quả cho bệnh nhân. Do đó đối với nội soi mật tụy ngược dòng mà đặt stent, thì đối với stent nhựa mỗi 3 tháng chúng ta lại phải thay stent. Nếu chúng ta chọn cái stent bằng chất kim loại thì cái giá thành rất là đắt. Đối với PTPD thì chúng ta vẫn giải áp được đường mật, nhưng bệnh nhân chịu hậu quả là cái dịch mật chúng ta bị mất và đổ bỏ đi hàng ngày, dẫn đến rối loạn dinh dưỡng và rối loạn nước điện giải. Do đó nếu mà chúng ta chọn cái dẫn lưu đường mật vĩnh viễn lâu dài thì nên chọn phương pháp mổ nối mật ruột và nối vị tràng, nếu như bệnh nhân có tắc nghẽn đường ra của dạ dày do khối u lớn xâm nhiễm vào và tá tràng. Về phẫu thuật trong điều trị ung thư bong bóng mate, đây là cái điểm rất cực kỳ quan trọng và ngày nay rất là được chú ý. Lý do, nếu chúng ta chuẩn bị bệnh nhân tốt trước phẫu thuật thì chúng ta giảm được cái tỷ lệ tai biến và biến chứng trong mổ và sau mổ rõ rệt. Vì đây là một cái phẫu thuật rất là phức tạp, phẫu thuật rất là lớn, thời gian mổ kéo dài, và cái biến chứng theo y văn của cái phẫu thuật cắt khối tá tụy thì rất là cao. Do đó chúng ta phải chuẩn bị bệnh nhân tốt nhất có thể. Đầu tiên là chúng ta đánh giá khả năng cắt được bằng hình ảnh học. Thứ hai là chúng ta phải nâng cái tổng trạng của bệnh nhân lên. Chúng ta đánh giá dinh dưỡng, chúng ta đánh giá nguy cơ về rò rỉ, chúng ta đánh giá cái albumin máu, pre-albumin máu,
Đây là những cái yếu tố mà liên quan đến vấn đề rò rỉ sau mổ. Các bệnh mạng tính đi kèm như tiểu đường, như bệnh tim mạch, như là bệnh thận. Và đối với lại bệnh nhân mà ung thư quanh bóng mate thì hiện nay chúng ta không khuyến cáo là dẫn lưu đường mật trước mổ thường quy nữa. Ví dụ như chúng ta sử dụng ERCP, BTBD như trước đây để dẫn lưu đường mật, chúng ta không còn chỉ định rộng rãi nữa, mà chúng ta chỉ chỉ định khi bệnh nhân có rối loạn đông máu, bệnh nhân có viêm đường mật thì chúng ta mới sử dụng phương pháp giải áp cái đường mật trước khi tiến hành ca mổ. Và giữa cái PTBD và ERCP thì hiện nay chúng tôi khuyến cáo là chúng ta chọn cái PTBD ưu tiên hơn, vì cái tỷ lệ nhiễm trùng sau khi làm VIPO mà đã làm PTBD thấp hơn cái tỷ lệ nhiễm trùng của cái nhóm VIPO mà trước đó có làm ERCP. Về phẫu thuật cắt khối tá tụy thì đây là những cái cơ quan chúng ta sẽ cắt bỏ trong cái phẫu thuật này. Thứ nhất là cắt bỏ phần dưới dạ dày. Thứ hai là cắt phần đầu hõm tràng. Thứ ba là cắt túi mật ống gan chung và đầu tụy ngang mức với tĩnh mạch mặt treo tràng trên. Chúng ta tái lập lại lưu thông như thế nào? Tái lập lại lưu thông bằng cách là nối tụy với lại hõm tràng. Cùng quay hõm tràng đó, chúng ta đưa lên nối ống gan chung. Và sau đó cũng có quay ruột chúng ta nối với lại dạ dày. Như trước slide trước tôi cũng đã nói, chúng ta có thể mổ mở nè, chúng ta có thể phẫu thuật nội soi nè, và chúng ta vẫn có thể phẫu thuật robot. Đây là cái hình một cái tổn thương khối u vùng quanh bóng mate trước mổ chúng ta thấy. Và đây là một cái hình phục hồi lại lưu thông sau mổ. Chúng ta thấy đây là miệng nối ruột non với lại tụy, phần tụy còn lại. Chúng ta thấy đây là một cái miệng nối ống gan chung và hõm tràng. Và đây là một cái miệng nối dạ dày. Như vậy thì thức ăn chúng ta ăn vào sẽ đi từ dạ dày đi thẳng xuống ruột non. Và dịch tụy tiết ra từ đây, dịch mật tiết ra từ đây sẽ đi theo quay ruột non này và đi xuống. Đây là bệnh phẩm mà sau khi cắt khối tá tụy chúng tôi lấy ra bệnh phẩm. Thì chúng ta thấy bệnh phẩm như tôi hồi nãy đã nói. Đây là túi mật và ống gan chung. Ống gan chung, ống gan mật chủ đi xuống như đây, đây là đoạn cuối. Ở đây ống mật chủ chúng tôi xẻ đôi ra, chúng ta thấy đây là vị trí khối u. Vị trí khối u. Đấy. Và đây là cái đầu tụy. Đây là cái khung tá tràng, các bạn thấy khung tá tràng. Đây là đoạn đầu của hõm tràng, khung tá tràng. Ở đây là vùng hang vị. Thì vị trí khối u nó chèn ép là nằm ở vùng này. Chúng ta thấy đây, vị trí khối u nằm đây. Đây là bệnh phẩm. Thì nhìn bệnh phẩm chúng ta thấy đếm tổng cộng là bao nhiêu cơ quan bị cắt bỏ trong phẫu thuật này. Thứ nhất là đường mật, trong đó có túi mật. Thứ hai là dạ dày. Thứ ba là đầu tụy. Thứ tư là tá tràng. Và thứ năm là hõm tràng. Các biến chứng như slide nói trước, đây là một phẫu thuật nó hàm chứa rất nhiều và nó tiềm ẩn những nhiều biến chứng. Do đó sau phẫu thuật cắt khối tá tụy thì cái việc hồi sức và chăm sóc cũng như theo dõi bệnh nhân được thực hiện rất là sát sao và rất nghiêm ngặt. Biến chứng đầu tiên mà thường gặp nhất và đáng ngại nhất đối với tất cả các phẫu thuật viên mổ tụy đó là rò tụy. Từ rò tụy này sẽ dễ dẫn đến cái biến chứng thứ phát, đó là chảy máu do rò tụy. Chúng ta chảy máu do rò tụy là phải phẫu thuật lại. Và khi một bệnh nhân sau mổ cắt khối tá tụy mà phải phẫu thuật lại vì rò tụy chảy máu thì tỷ lệ tử vong tăng cao lên rất là rõ. Nếu không tử vong thì những bệnh nhân này có thể nằm viện trên 2 tháng là chuyện bình thường. Chậm tống xuất dạ dày, bệnh nhân mới mổ có biểu hiện ăn vào ỏi, chảy máu sau phẫu thuật như tôi đã nói, nhiễm trùng ổ bụng do dịch tụy hay dịch trong quá trình phẫu thuật ứ động lại không thoát ra được, hình thành những ổ mủ, ổ áp xe, nhiễm trùng của cái vùng mổ, rò của cái miệng nói mật. Và cuối cùng là khi mà chúng ta cắt khối tá tụy, chúng ta lấy hạt thì vẫn có thể chúng ta làm đứt những cái ống bạch mạch hay gọi là ống dưỡng trắp, thì ống dẫn lưu sau mổ chúng ta thấy ra cái dịch giống như sữa thì đó là rò dưỡng trắp. Đái tháo đường sau phẫu thuật tụy có hay không? Người ta nghi ngờ rằng khi chúng ta cắt bớt cái thể tích tụy đi, chỉ còn để lại thân đuôi tụy, thì nó giảm số lượng tế bào
tiết ra insulin, làm tăng cái tỷ lệ phát hiện đái tháo đường sau phẫu thuật lên. Tỷ lệ có thể lên đến 20-50%, đặc biệt là tiết 3C. Và thường tiến triển trong vòng 2 năm sau phẫu thuật các khối tá tụy dành cho adenocarcinoma ống tuyến tụy. Viêm tụy mạn trước phẫu thuật làm khó khăn trong điều chỉnh đường bước sau phẫu thuật hơn. Thời gian sống sau phẫu thuật triệt để, chúng ta thấy đây là bên đây là tổn thương. Cột thứ hai là thời gian sống thêm 5 năm. Cột thứ ba là thời gian sống thêm 10 năm. Thì chúng ta thấy tốt nhất, thời gian sống tốt nhất thì là phá tràng 59%. Kế đến là ung thư bóng qua tràng, nhưng mà phải nhất thời gian sống thêm ngắn nhất, thấp nhất, tỷ lệ phần trăm sống được 5 năm thấp nhất, đó là ung thư đầu tụy. Về tầm soát ung thư bên móng mate thì từ khi khởi phát ung thư đến khi xuất hiện triệu chứng là khoảng 10 năm. Thì chúng ta thấy rằng cái nơi mà tầm soát là ở những người có yếu tố, những nguy cơ trước đó, chúng ta thực hiện tầm soát mỗi năm. Thường chúng ta sẽ kết hợp siêu âm qua lồng nội soi, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ hoặc EICP. Tuy nhiên chúng ta sẽ luôn luôn bắt đầu bằng những phương pháp tầm soát không xâm nhập. Khi có những yếu tố gợi ý, yếu tố nghi ngờ không giải thích được, chúng ta mới thực hiện những phương pháp tầm soát xâm nhập. Tuổi thì nên ở tuổi 40 và 50, hoặc là cái tuổi nó sẽ sớm hơn 10 năm so với lại cái người trong gia đình phát hiện ra ung thư ở độ tuổi trẻ nhất. Thí dụ trong đời bố, đời mẹ có người bị ung thư tụy ở cái tuổi 50 thì tất cả người con trong gia đình đều phải tầm soát ung thư bắt đầu ở tuổi 40. Và đây là bài ung thư bánh qua te mà chúng tôi muốn giới thiệu sinh viên. Chúng tôi rất là chân thành cảm ơn sự chú ý của các bạn sinh viên và chúng tôi tập thể giảng viên mà soạn bài này. Rất mong nhận được những câu hỏi cũng như những phản hồi của các bạn gửi về email về trường. Qua đó thì chúng tôi có thể giải đáp hoặc là chúng tôi có thể cải thiện cái bài giảng nó có chất lượng tốt hơn. Xin kính chào.